Quý Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club Infarm. Trước khi gặp gỡ các đội thì Quý Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ thành phần ban giám khảo. Xin chào đón 50 vị giám khảo khó tính. Và 5 vị giám khảo cũng khó tính không kém 50 vị giám khảo này đâu quý vị. Xin chào đón đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên người dẫn chương trình Cát Tường, đạo diễn danh hài Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Lan Phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình quý vị nha. Chờ đợi xem các đội chơi ngày hôm nay họ sẽ thể hiện tài năng thế nào. Đội đầu tiên, tiên mục đầu tiên. Chào tất cả mọi người, tụi mình là 1080 Ben và tụi mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tụi mình đến với chương trình Bạn Có Thực Tài với một tiết mục khá là đặc biệt, một tiết mục workshop. Thì đặc biệt như thế nào các bạn có thể theo dõi tụi mình và cũng như là ủng hộ cho tụi mình nhé. Xin chào tất cả các vị giám khảo cũng như tất cả các vị khán giả ngồi đây ạ. Nhóm 1080 chúng ta đã thành lập bao lâu rồi? Dạ, nhóm tụi em thì đã thành lập được khoảng nửa năm ạ. Nhưng lý do tại sao mình dùng 1080? Đơn giản, cái lý do nó rất là vô duyên như thế này là tụi em đang ngồi nghĩ tên. Nghĩ tên Ben thì cũng không biết là đặt tên gì, nghĩ quá trời tên luôn, 80 cái tên luôn cũng không được tên nào hết. Cái xong rồi cuối cùng nó hơi, em mới dở một câu là em nói thôi gọi 1080 hỏi đi, biết đâu người ta biết sao. Thì một bạn trong Ben mới nói là ê, lấy tên 1080 đi, là cuối cùng tên em ra đời đây vậy. À, đơn giản vậy. Chúng ta sẽ có 2 phút biểu diễn, 2 phút dành cho 1080, bắt đầu. Tell me why, tell me why you got me back, baby. La 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 la. So we back in the club, guess that body looking from side to side, side side to side. Thank God our weight is no, I feel like a zombie, don't bad to light. La 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 la. Trời ơi, hát gì mà lá hoài vậy? Bài hát gì đâu có một chữ la la, từ đầu la cho tới cuối la hoài. Vậy thôi đổi nhau. 1 2 3 go. Xin hết ạ. Quá dễ thương, quá dễ thương. Một tiết mục rất là bất ngờ các bạn, rất là dễ thương mà không ai đoán được điều gì xảy ra hết. Kết cuộc thì mới biết điều gì đã xảy ra. À, chúng ta có 86% bình chọn, có nghĩa chúng ta cộng được 1 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe là chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Nghe Ben 5 người thấy hoành tráng, tưởng nó hát cái gì dữ dội lắm, cuối cùng ra mình mắc cười quá, nhưng mà nó ngộ. Khó nói quá à, nó ngộ nó kỳ quá. Một cái tiết mục mà ngộ ấn tượng, tôi nghĩ rằng 2 phút mà để là ấn tượng khó vô cùng luôn.
Nhưng mà hát hay đấy chứ. Nghĩa là cái này, tiết mục này mà hát diễn là tụ điểm là tôi bảo đảm là khán giả xem rất là chăm chú. Chăm chú, ăn chắc luôn. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Đúng đấy, như thế đấy, các bạn các bạn đi diễn chống đồng đi. Cái người biểu diễn nhiều nè đó, anh Minh Nhí sao anh? Chú đâu cụ? Sao chị? Ê sao anh? Quá gà. Đi nghe đó, từ lúc thằng bé đi nghe cái là tôi bị sao chị? Các bạn gây được bất ngờ, các bạn giấu luôn cả cái bạn ca sĩ này. Tiếc quá, đúng là chỉ có một cái bạn này hát là nó ấy thôi. Còn các bạn kia cứ cái gì, lúc đầu chữ gì á, la la la, có vậy thôi. Cái đó nó không có. Khi các bạn hát cái bài mà tôi không còn yêu anh nữa cũng không xuất sắc nữa. Các bạn đã rất thành công ở chỗ là không ai đoán được kịch bản của các bạn hết. Còn về phần hát á, vì mình mới quá, mình chưa có thể gọi là uyển chuyển để mà gọi là cho thật là tốt. Bạn nam cũng có giọng tốt nhưng mà em cũng còn hơi run cho nên hơi cũng chưa có đã lắm. Tất cả các bạn đều là mới hết. Chứ thật sự ra cái bạn đứng giữa là giọng cũng rất là cao. Giọng rất là khỏe, rất là tốt. Và cái này thì tính theo tổng thể chứ không thể nào tính theo cái kiểu là chỉ có hát không thôi. Tổng thể dàn dựng rồi các bạn ra sao rồi ca hát như thế nào thì sẽ hợp lý với tiết mục này nhiều hơn. Tôi nghĩ ý tưởng này rất là tốt. Chỉ có 2 phút mà các bạn gây được ấn tượng như vậy thì không phải dễ đâu. Chúc mừng các bạn nha. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm: Cát Tường 9, Minh Nhĩ 9,5, Phương Thanh 9,5, Lan Phương 9, Lê Hoàng 8,5. Số điểm là 46,5. Chúc mừng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục của chương trình Bạn Có Thực Tài. Thế anh lái xe rồi chuyện gì sẽ xảy ra năm 2015 thì dữ dội quá. Anh biểu diễn sân khấu lớn bao giờ chưa? Em cũng làm cũng rất nhiều rồi. Bao nhiêu năm biểu diễn sân khấu rồi anh? Năm 10 tuổi em đã bước vào nghề này. Hôm nay tất cả những kinh nghiệm đó anh dồn vào, tập trung vào chỉ có 2 phút thôi. Dạ. Chúc anh thành công. Dạ, cảm ơn. 2 phút dành cho anh, bắt đầu. Bạn có thật sai. Anh Tú, dạ. Hồi nãy có chút sự cố anh ha. Dạ, tại vì do cái đèn nó chói quá không thấy đường. Tại ông mở đèn.
Ông mở sáng quá đúng không? 86% khán giả dành cho anh. Một điểm công. Rồi mời Lan Phương. Có khi nào anh đi xe đạp này ngoài đường chưa? Bởi vì nếu mà kẹt xe đi xe này là vượt qua kẹt xe rất tốt. Xe này lắm lúc thì em cũng có đi ngoài đường, nhưng mà chỉ đi với độ nào đó thôi. Bởi vì nó có một bánh chạy rất là mỏi giò. Hiểu chưa? Cô ấy cô tưởng đâu là ai cũng có thể làm những cái chuyện ngoài đường giống như cổ á, anh cổ hỏi vậy đó. Thì thôi bây giờ em hiểu điều đấy rồi, thôi em xin lỗi cả anh các chị vì em câu hỏi ngốc của em. Ra là thấy anh làm cái động tác em nội em hình dung nhìn, nhưng mà cứ tới lui giờ thấy đã mỏi rồi. Mà bình thường anh diễn trên sân khấu thì cái tiết mục về là anh diễn cái tiết mục là bao thời gian là bao lâu? Thường diễn trên sân khấu là 25 phút. 25 phút cái cọt tới cọt luôn vậy hoài đó. Tại vì em còn một chiếc xe đạp nhỏ nữa, mình chạy vòng tới vòng lui lạng lách. Rồi xong rồi một hồi nữa mình mới diễn lên chiếc tiết mục xe đạp cao. Sao Lê Hoàng anh thấy chơi tiết mục này giải trí hấp dẫn không? Tiết mục này giải trí thì hấp dẫn chứ. Tất cả các siếc đều hấp dẫn cả, bởi vì có cái hành động rất là nhiều. Thật ra siếc nó hơi giống một vở kịch, nghĩa là cũng phải làm từ cho khán giả có đến căng thẳng, cao trào rồi đến đùng một cái mới làm. Thì ở đây anh bị làm như vậy thì tôi thứ nhất là về tiết mục nó bị giảm, thứ hai nữa là anh cũng chưa đủ cái tâm lý nên hơi bị tiếc cái điều đấy. Thành ra là có một cái động tác hỏng thì nói thật là cái đấy đành phải trừ điểm thôi. Với khán giả họ nhìn thì họ chỉ thấy hỏng là hỏng, họ không thể nào có sự thông cảm. Em thì em thông cảm đó, tại vì trong nghề mà anh ha, có khi mình biểu diễn bữa nay, thưa quý vị khán giả, bữa nay mình diễn mình rất là hay, nhưng mà hôm ngày em sao mình diễn dở hơn chút hoặc là có sự cố gì đó. Không được. Wow. Anh nghe hồi xưa anh có thấy những cái trạng nguyên đi thi không? 3 năm học nhưng mà chỉ một ngày thi thôi. Nó nói học tài thi phận. Có thể anh giỏi không cần biết, nhưng là anh thi có 2 phút mà đi. Anh không thành công là anh sẽ bị trừ điểm hai rồi. Người này mà lấy nhau là nguyên cái xóm đó bán nhà đi hết. Mày dám ở không? Bây giờ thế này anh Minh, anh nói thật là sự là khó, bởi cái xe đạp cao quá đi không có nổi. Lâu lâu cũng có sự cố, mình cũng thông cảm chút xíu đi. Cái gì mà khó quá vậy? Bây giờ cho anh dễ nè ha, dám thử lấy xe đạp cao quá anh không đi được, tôi có cái này nè. Dễ gì vậy? Thầy đi lên, thầy trời ơi, nghĩ sao, nghĩ sao đây là bây giờ nè quý vị khán giả, cái này nó vừa với anh mà. Trời đất, nào leo được vừa nè. Cái gì vừa? Cái phần này của tôi tới đây à, chân ngắn mà sao cứ đại hội giành mặt tôi hoài vậy? Thầy lên đứng cười, trời ơi đứng cười thử cho nó khó khăn đâu quá. Vừa thấy không? Vừa. Rồi hiểu rồi ha. Hiểu rồi, không? Về chỗ, bé về đó, chỗ. Bây giờ không, bây giờ phải nói với bây anh Hoàng. Đồng ý. Đó, đúng rồi. Đó, đồng ý rồi đấy chưa? Rất là khó. Cái này là phải kêu anh Lê Hoàng, bởi vì anh Lê Hoàng chê, còn thầy là thầy khen rồi. Phải lên ngã dập mặt mới biết được khó thế nào. Đúng rồi đó. Ngã dập mặt thì bề mình mới biết. À, cảm ơn anh Tú thứ một vừa rồi. Không ai dám cho điểm thấp đâu, bởi đâu có ai đi được đâu. Số điểm từ ban giám khảo bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Nhĩ 9.5, Phương Thành 9, Lan Phương 8.5 và Lê Hoàng là 8. Tổng số điểm của anh Tú có được là 45 điểm. Rồi, cảm ơn anh. Để xem tiết mục kế tiếp có hấp dẫn không nha. Chào cả nhà. Câu lạc bộ Berry Sao Băng của chúng em xin chào ban giám khảo chuyên môn và toàn thể khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin câu chào lạc bộ này đến từ rừng nào vậy? Dạ, chỉ biết trong rừng nữa, không biết rừng nào nữa. Cô giáo hả? Dạ. Nhóm mình thành lập lâu chưa cô? Dạ, 4 năm ạ. Cho hỏi con nhỏ nhất nè, con tên gì? Con tên Chi. Con vào nhóm được mấy năm rồi? Một mấy năm? Một. Con học múa hay học cái gì? Học múa. Hôm nay đội chúng ta múa hết hả? Có ai diễn gì khác không? Dạ không. Sáng con đi diễn, con ăn cơm chưa? Dạ rồi. Tất cả sẵn sàng, 2 phút dành cho đội chúng ta. Bắt đầu. Bạn có thích sai? Just maybe I'm crazy.
Chúc mừng các học trò và cô giáo. Chúng ta có được 76% từ khán giả, có nghĩa là đội chúng ta cộng được thêm 1 điểm. Chúc mừng. Xin mời mọi người sẽ nghe chia sẻ từ ban giám khảo. Cái tiết mục này ấy, thì là ưu điểm đầu tiên là quần áo rất là đẹp và rất là hấp dẫn. Nhưng mà có lẽ cũng chỉ có cái ưu điểm đầu tiên đấy thôi. Trời ơi. Ý anh nói sâu xa là sao? Các động tác còn quá đơn giản, đội hình cũng quá đơn giản. Cái là trong 2 phút ấy, đáng lẽ là người ta phải được xem rất là nhiều. Tiết mục này còn sơ sài lắm. Đối với Lê Hoàng, anh với mắt đạo diễn nó nói sơ sài, nhưng mà đối với một diễn viên múa mà múa rất đẹp, học trường múa ra, đó là diễn viên Lan Phương. Phương không hề học trường múa nhá, nhưng mà cô có hạt kiểu múa từ bé. Ôi em cảm ơn anh. Anh là một trong số những người hiếm hoi mà biết được chính xác là em không học trường múa. Học ở nhà thiếu nhi Vũng Tàu thôi, nhưng mà rất là mê múa. Mê múa đến cái mức độ mà nhiều khi đi chỗ nào mà đẹp ấy, mà ấy là em có thể nhảy nhót múa may ở đấy, ở trên đường chẳng hạn. Điều của anh Lê Hoàng nói khen thì đúng rồi. Và khen em bé nhỏ nhỏ xinh xinh, trong lúc mà em múa một mình múa solo thì nhìn giống như một viên kẹo nhỏ nhỏ. Một viên kẹo rất là xinh, viên kẹo bạc hà. Vì cái này màu xanh, nhìn rất là muốn ăn. Nhưng mà không ăn được. Thế nhưng mà thì đấy là dễ thương, là thu hút được khán giả. Ý là em nói chỉ có em bé thu hút, còn bao nhiêu người không thu hút? Không, à? Nhưng mà bởi vì em thì thường thích những cái gì nhỏ nhỏ. Kẹo cam cũng thu hút vậy. Miên kẹo cam. Thì phải mỗi người thích một cái, chứ mà bây giờ em thích hết thì làm sao chia cho mọi người. Ví dụ anh thì anh thích kẹo cam. Cả tiết mục như thế hay không? Đúng là tiết mục thì hơi đơn giản quá. Với lại nếu mà đã mặc với cái phong cách mà kiểu rừng rú, mà hoang dã như thế này thì lại càng cần phải thể hiện cái, có thể động tác đơn giản, nhưng mà cái sự diễn và cái lửa và cái tinh thần của cái sự hoang dã đó thì lại càng cần phải thể hiện ra. Nhưng mà có lẽ cái gì đừng nói bắt em xuống em múa nhá. Xuống này, xuống em này. Lại anh à, ôi em Phương. Phải đi thi đâu à, chưa? Múa rất đơn giản nhưng mà có lửa này. Đúng rồi đấy, coi như hoa. Hồi nãy em sao nói, em nói ở ngoài đường em cũng múa được. Nếu... mà Lan Phương có thể múa bất kỳ lúc nào, có thể ăn múa, ngủ cũng múa. Nào âm nhạc. Đó, âm nhạc music. Thôi, thôi. Thôi. Thôi lên uống thuốc. Chị lên uống thuốc. Thỏa mãn anh chưa? Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Chúng ta sẽ có ngay số điểm bây giờ. Bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Vĩ 9, Phương Thanh 8, Lê Hoàng 7,5 và Lan Phương 7. Tổng số điểm chúng ta có được là 41,5. Nhóm sao băng, chúc mừng. Bao năm lòng anh càng kiên định, nhất quyết một phen đón em về Vinh. À, và lời đầu nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến các vị giám khảo, tất cả anh chị có mặt trong ngày hôm nay. 20 tuổi, đẹp trai, ấn tượng á. Độc thân vui tính này. Vui. Độc thân vui tính tin đấy chứ. Chàng đầy năng lượng. Mày diễn không ra cái giống gì là coi chừng tôi đó. Sợ bạn trai mình làm cho mình nhục. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. Thank you.
ấn tượng. Bạn trai của em á. Bà coi mà bà sợ. Bà sao tôi bà nhục? Sợ, bà sợ nhục quá biết không? Sao bà coi bà hãnh diện quá. Bạn trai của em á. Trời đất ơi, đại hội vạch mặt bà giờ. À, một phong cách rất ấn tượng bạn. À, chỉ có một vài phút thôi nhưng bạn để lại ấn tượng trong khán giả rất là lớn. Cái này là mình tập luyện hay là mình giống như có khả năng bẩm sinh vậy? À, thưa anh là mình tập luyện ạ. Đây là bộ môn nhảy mới ở Việt Nam. Nhưng mà cái này nó tên là gì em? Là flashing. Nhưng mà phong cách của em biểu diễn là born breaking. Trước khi tới với bộ môn này em đã có tập một cái gì đó khác trước chưa? Là em cũng có tập nhảy. Nhảy gì? Nhảy hiện đại hoặc là popping. Em có đi biểu diễn chưa? Cũng có một số nơi, chủ yếu là đường phố thôi. Cái quan trọng là cái tài năng thì đây ai cũng ghi nhận rồi, mà cái quan trọng là cái thần sắc của em, cái thần thái của em biểu diễn á, nó để người khác khen bạn trai của mình. Thôi, đi. Thôi nói đi. Trời mệt. Người nhà khen nhau quá à. Em là một người con trai, tính tình rất là dịu dàng, khi em nói chuyện rất là nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng lúc em nhảy hoàn toàn khác. Cái thần thái, cái thần sắc em và cái từng cái động tác rất là chắc. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, Lê Hoàng 9.5 và Lan Phương 9.5. Số điểm rất cao, hy vọng bằng bạn sẽ truyền năng lượng cho tôi. Trời ơi. Ê, truyền cho ông Phong Linh sao, từ đây sao ông lên lớp MC. Tổng số điểm của bạn có là 51 điểm, Trần Thanh Hà. Dạ cảm ơn chú. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Sáng vợ cho có 100.000 nè. Chú uống cà phê mà bây giờ là chú lấy là kể lát tôi hết thổi luôn. Xin lỗi chú nè, con gửi lại chú. Dạ. Chú có 2 phút để trình bày cái khả năng của mình. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Còn gì nữa không chú? Còn mà để kỳ sau nếu thắng. Nếu thắng. Ngoài cái tiền ra chú còn thổi lá nữa có được không chú? Thổi lá cỏ cũng được nữa, tờ giấy số tôi cũng thổi được. Dạ. Tôi hút gió được, tôi làm chó kêu được, tôi làm chim kêu được. Thôi chú thử rồi, thử rồi sao chú? Cho con. Rồi cho mẹ, cho mẹ. Cho mẹ được không chú? Cho mẹ chưa tập. Còn cái gì kêu nữa chú làm được cái gì kêu? Bây giờ thì chú nghe là chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Nói thật ra chưa bao giờ nhìn thấy một người thổi tiền ra âm thanh cả. Gọi là thổi sáo thì có, thổi kèn lá thì có, thổi ống nhựa cũng có. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy thổi tiền, và đó là cái đấy là cái rất là ngạc nhiên đó. Cho nên là ghi nhận ở cái sự gọi là tìm tòi phát minh,
Và tôi có cảm giác là chú làm cái tiếng âm thanh của động vật ấy thì hay hơn cả bản nhạc. Bởi vì thật ra ở nhạc ở đây chú làm thì mới ở cái chỗ là nhận ra bài nhạc thôi, chứ không phải là cái gì réo rắt lắm. Nhưng dù sao làm được như vậy cũng quá khó. Để điều khiển một tờ tiền mà ra tiếng là không phải dễ. So với một bản nhạc đó có cảm xúc được càng không thể. Bởi vì nhạc là bao nhiêu người dồn hết cảm xúc vào đó đây. Để mà điều khiển được cái đồng tiền ra cái tiếng là cả một sự tuyệt vời. Rồi, cảm ơn chú. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Các tường 9, Minh Nhí 9.5, Phương Thanh 9.5, Lan Phương 9 và Lê Hoàng là 8. Tổng số điểm dành cho chú Quỳnh Văn Sáu là 46 điểm. Chúc mừng chú Sáu. Mong rằng sẽ có nhiều nụ cười hơn nữa với tiết mục tiếp theo của chương trình Bạn Có Thực Tài. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bạn Có Thực Tài. Em tên là Chu Hiếu và em là một người học nhạc được gia đình dạy nhạc từ nhỏ. Ngày hôm nay em sẽ hát tặng quý vị khán giả. Nhưng mà trước khi đến với thi hát của mình, em xin gửi tất cả quý vị khán giả của chương trình một bài thơ. Hôm nay thi Bạn Có Thực Tài, lòng sao run quá sợ sai, thôi thì cố gắng qua sợ hãi, chinh phục khán giả vì tương lai. Dạ, lời đầu tiên xin chào các anh chị khán giả, xin chào các anh chị bên hội đồng ban khán giả, xin chào các anh chị bên hội đồng ban giám khảo. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Thiếu chào anh Quyền Linh rồi. Kìa. Thiếu chào anh Quyền Linh, Linh rồi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Dạ, em quên, anh đứng sau lưng không thấy. Cái người đứng kế bên không để ý mấy người xung quanh không à? Dạ, nãy có liếc mắt đưa nhìn anh rồi. Liếc mắt đưa tình. Hay, vui tí cho nó quên đi căng thẳng bằng ha. Dạ, đến nay em không có thi hát. Em không có thi đàn, em thi sáng tác bài hát và dòng nhạc em đi theo là dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Việt Nam. Hôm nay em đến đây em có coi như là có một phần quà được nhập khẩu 100%, em nhập từ ngoài cửa nhập vô. Em xin gửi cho anh chị, em xin gửi cho các anh chị bên hội đồng ban khán giả. Hối lộ hả? Dạ không, đây là lời để hát cho dễ hơn thôi. Tại không có thi hát cho nên là sợ hát không bằng ca sĩ. Rồi bên đây em xin gửi có nhạc phổ cho tất cả các anh chị bên đây. Dạ. Người ta cảm ơn à. Rồi bây giờ á, bạn sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. Bước lên yên ngựa tay anh cầm hoa, một lòng đã bắt tình duyên mặn mà. Bao năm lòng anh càng kiên định, nhất quyết một phen đón em về dinh. Hát câu quan họ mang tên trên dòng sông, lời ca tiếng hát yêu em thật lòng. Nàng ơi nơi nào đang trông ngóng, lóc cóc ngựa kêu xin nàng chớ chờ mong. Bao năm qua ta yêu nhau suốt đời em ơi, sẽ mối duyên tình biết ngày nào thành đôi. Nay tình yêu thương đang trong mùa phơi phới, cho đồng lúa chín khắp muôn nơi. Câu dân ca anh gửi cho em tâm lòng thủy chung, bao lâu kiếm tìm giờ này ta có đôi. Bao người thân quen đang tưng bừng câu chúng, đôi mình hạnh phúc lắm em ơi. Ủa em còn thời gian mà. Dạ bài này nó chỉ vậy thôi. Dạ. Có vậy thôi hả? Tại nếu mà vô nhạc thì nó sẽ hát 2 lần, nó lặp lại, nó có acapella hát không, chỉ có trống không có nhạc. Nhưng mà nhưng vẫn còn thời gian thì sao em không gọi là trình bày hết cái khả năng của mình với hát acapella thế? Dạ em dành thời gian đứng chung với anh Quyền Linh cho được vui. Dạ. Em sáng tác nhiều nhạc chưa? Dạ em viết nhiều rồi, em theo học sáng tác cũng lâu rồi, 9 năm rồi. Sáng tác được khoảng bao nhiêu bài rồi? Dạ không có đếm, mà tại hồi đó lúc cái động lực để viết nhạc là thương người ta. Dạ cứ mỗi lần thương một cô là viết một bài, thương cô là viết một bài, cứ giờ cũng không nhớ. Dạ bây giờ được bao nhiêu cô rồi? Dạ bây giờ cũng không có đếm bài. Dạ. Không có nhớ thì sao nhớ cô được. Trời đất ơi, vậy là cả rừng rồi. Em sáng tác bài này rất có tình cảm, nhưng mà bài này cái âm lực nó rất là rộng, phù hợp với lại song ca. Nếu mà hát một mình á, đầu sẽ rất là thấp và sau sẽ rất là cao, và độ cao chỉ có 2-3 câu thôi, còn khúc đầu sẽ bị tối. Cho nên bài này là về song ca sẽ rất là hay. Vì em thi sáng tác á thì ở đây rất là khó chấm điểm cho em, nhưng mà chị thì chị thích bài này.
Nhưng mà vì em không thi hát, em hát nó hơi chán. Cho nên là mọi người chưa cảm hết được cái hồn của bài hát. Cái đoạn đầu chị thấy chưa có cảm được, nhưng mà đoạn điệp khúc thì chị thấy là cái ca từ nó cũng hay, cái âm điệu nó cũng hay. Dạ, đúng là ơn. Tại em hát chán đó. Bây giờ thí dụ em đàn lại chị Phương Thanh hát có thể nó hay chị hơn. Không phải dở đâu, chị chán là chọc em như vậy, chị nói dở đâu. Là tức là em hát chưa có truyền hết, tại vì không có giọng nữ vào, em hát khúc đầu thấp quá cho nên nghe nó không có đúng đầu với melody. Nó chưa thôi. Có vô được cái lòng người, nhưng điệp khúc đủ đi thì được. Đây là con trai của nhạc sĩ Trương Minh Tuấn. À, dạ, Trương Quang Tuấn. À, Trương Quang Tuấn, xin lỗi. Dạ. Bây giờ là em có thể đàn cho chị Phương Thanh với chị Cát Tường với anh Minh Nhí, Lan Phương rồi hát thử một đoạn nào đó. Đối với ba của em thì đã viết Hút Thương Nhau Lấy Tơ Hồng rồi. Và riêng em viết cái này với một thể khác, đó là một cái tình cảm khác với một phong cách nhạc trẻ hiện tại nó có quảng rộng hơn. Và em muốn đưa nó thử như thế nào. Dạ, đó là ý tất cả những gì mà em muốn gửi vào. Cảm ơn. Yên ngựa tay anh cầm hoa, một lòng ra bắc tình duyên mặn mà. Bao năm lòng anh càng kiên định, nhất quyết một phen đâu em dễ dưng. Vì cái chỗ kiên định thôi, nó hơi ngược xuống dưới xíu thôi à. Thôi, thế được rồi ha, cũng tạm ổn rồi. Đây mình thi chúng ta dạy hát. Kêu ta cho chị hai ấy rồi không cho đời nói ta ra, bởi vậy cáo trở quá đi à. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều ly chính dòng sông. Nói chung nãy giờ ông dành hát đó, ông thấy mình hát ông không có chịu. Mệt quá. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Bao năm qua ta yêu nhau suốt đời em ơi. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhĩ 9.5, Lê Hoàng 8, Lan Phương 9, Phương Thanh 9.5. Chúng ta sẽ có số điểm là 46 điểm từ khán giả giám khảo cũng như khán giả chuyên môn. Sẽ có liền anh đây không chắc chắn về một tương lai, vì thế sẽ không có anh trên con đường dài. Cảm ơn vì đã thương hại, một ngày nào đó nếu như gặp lại, hy vọng rằng em sẽ mạnh mẽ để nghe anh nói say goodbye. Goodbye to him, say hi to me. Nhìn hướng khác em đổi đường đi. Bên người ta làm gì khi em không còn hạnh phúc, hãy đến bên anh và nghe người ta chúc happy to me, happy to you. Đã có ai khen rằng em so cute, trước khi em đi hãy nhắn cho người ấy, em cũng rất vui đi CMA. Chúng ta vừa theo dõi một tiết mục rất là hấp dẫn, một bữa tiệc thịnh soạn với nghệ thuật. Các bạn rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Số phần trăm mà khán giả dành cho các bạn là 84%.
các bạn cộng thêm 1 điểm. Chúc mừng. Khi mà tôi thấy các bạn ra đông quá đó thì tôi nói chắc lấy thịt đè người hay gì đây. Nhưng khi các bạn thể hiện đó trong vòng có 2 phút thôi, nhưng mà tôi cảm giác giống như là mình đang xem một cái chương trình lớn của một cái show diễn lớn. Và đây là những vũ công chuyên nghiệp và rất chuyên nghiệp. Đúng, các bạn rất là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ cái động tác, ánh mắt, cảm xúc, rồi đội hình. Các bạn từ đầu tới cuối là tôi coi, tôi thấy rất là ok. Không biết là các bạn biểu diễn nhiều chưa thì cái đó mình không biết. Nhưng mà ở đây các bạn có một cái câu chuyện đàng hoàng, người đàn ông phụ bạc. Cuối cùng cô vợ hay cô bé, cô người yêu này bằng mọi cách để mà giống như trả thù vậy đó. Cái câu chuyện nó có rõ ràng luôn á, mạch đúng không nè, phải không ta? Đó, thì tôi coi, tôi theo dõi thì tôi rất là thích. Đây là nhóm mà các bạn thường xuyên biểu diễn nhạc kịch. Nhạc kịch thì bọn em đã từng biểu diễn những vở gì rồi? Hay là bọn em tự sáng tác thôi? Dạ, lúc ban đầu tụi em có khoảng 6-7 bạn là tụi em ở trong trường đại học. Ở trường tụi em thì cũng có hay tổ chức văn nghệ. Cho nên là tụi em may mắn là tụi em được các anh chị ở trên lớp của tụi em là huấn luyện tụi em. Xong rồi sau đó thì cho tụi em biểu diễn thử. Thì từ đó là cái hướng đi của tụi em là theo cái nhạc kịch luôn. Em nói nhạc kịch, em có biết hiểu nhạc kịch là như thế nào không? Nhạc kịch là nó dạng nó phải diễn, nó phải hát, nó phải múa, nó phải thể hiện cảm xúc. Còn đây là thì tụi em diễn theo kiểu đấy hay là... Không, cái nhóm này là nhóm nguyên thủy là nhạc kịch. Còn đây chỉ là một tiết mục múa thôi. Không, để ý gì Lăng Phương hỏi là tụi em có diễn kịch có, không? Lăng Phương là cả một cái tổng thể của một vở kịch. Ví dụ như là... Ví dụ như Chicago. Dạ, thì tụi em là phụ họa cho các anh chị mà diễn kịch. Tôi thấy có một cái điều đặc biệt đó là các bạn nam đều mang giày cao gót nhảy. Dạ. Tại sao như vậy bạn? Trong cái bài này của em á, là em muốn xây dựng nhiều hình ảnh, nhiều cách nhân vật khác nhau. Và ngoài cái vấn đề là tụi em biểu diễn theo như vũ đoàn, bên cạnh đó tụi em có luyện tập nhảy hay hiêu giày cao gót. Thì em muốn đem một cái mới lạ này đến sân khấu. Và cũng như là em cũng muốn thử cái độ trơn của cái sàn này. Chị đồng ý những gì mọi người nói, nhưng mà có lẽ là chị thì hơi khó tính một tí. Tại vì chị rất là thích nhạc kịch, thích múa, thích diễn. Chị thì không hiểu là nếu mà em muốn tạo ra là nhiều dạng nhân vật khác nhau, nhưng mà trong này thì chị chả thấy ai là thể hiện cái khí chất đàn ông cả. Bởi vì là các bạn nam đều diễn những cái động tác rất là nữ. Thì chị không hiểu lý do tại sao. Và nếu như mà đã làm, các em muốn làm thành một câu chuyện kịch là có nhân vật này, nhân vật kia thì lại càng phải có. Còn đây là chị thấy tất cả đều giống như nhau, các bạn nam đều diễn cùng cho như... với em giải thích là cái thể loại của cái nhạc kịch này em sử dụng đó là thể loại là dance box tango. Thì ở tango thì em được học một ít, thì cái dance box của tango đó đi thì đòi hỏi cả những cả nữ, mà các bạn nam cũng phải uyển chuyển. Không, dance box mà tango nam không hề uyển chuyển. Dạ, ý em là uyển chuyển nó phần hông chân và mọi thứ luôn á chị. Không, dạ. Phương nói chính xác đấy, tango là đàn ông là quý ông, có nghĩa là rất là lạnh lùng. Nó phải như thế này, đúng nam rồi. Nó phải như vậy. Ví dụ nhân vật các bạn đóng vai chính vẫn là thấy vẫn men như thường. Không, lúc bạn đi đứng ở ngay ở chỗ này, bạn ấy nhảy y chang các bạn nữ và rất là đúng không? Cái em muốn là nó đồng đều hết một cái cảm luôn á chị. Cho nên là em muốn nó đi giống nhau một nhưng cái cảm. Nhưng mà như vậy theo như chị mà chị dựng thì đúng động tác đấy, nhưng nam phải là nam, nữ là nữ. Tôi nghĩ rằng với tổng thể chúng ta không nhận ra điều gì, mà thấy rằng đây là một tiết mục hoàn chỉnh. Chính xác. Không, em... Đó, bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Minh Nhĩ 10 điểm, Phương Thanh 10, Cát Tường 9, Lan Phương 9, Lê Hoàng 9.5. Không, tôi cho 10. Tổng số điểm các bạn có được là 49 điểm. Nhóm các bạn thành lập lâu chưa? Dạ, nhóm tụi em chính thức thành lập được 1 tháng. Mới còn tháng dám đi thi à? Hả? Chắc thành lập để thi chương trình này à? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cưng nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ đó. Em 17 tuổi. Đó, thấy không? Thấy không? Đó, thấy không? Khổ ghê đó. Ba chàng trai chúng ta sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thích bay
tiếng cười xa dần, bỗng những tháng tuyệt vọng bóng hình xa dần, quật lấp sau màn đêm, giờ đây gió buồn đêm buồn, dẫu ai trông nhạt nhòa xóa hình bóng nào, giờ một mình hoang vắng. Vừa theo dõi ba chàng trai còn rất trẻ à, với số phần trăm của khán giả là 94%, các bạn cộng được thêm 2 điểm. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Xin mời ban giám khảo chuyên môn. Xin rồi, có xin rồi. Trai quá cho em nói trước kìa. Trời ơi, chưa cái đẹp là hết trước. Tôi xin rồi đàng hoàng chứ bộ. Nó có xin chứ phải. Bà ngồi bà không có nghe người ta hát, bà cứ ngắm người ta không à. Thật ra là cái cơ bản đầu tiên là cái tiếng đàn nó bị lớn hơn cái tiếng hát của em quá, cho nên là chưa có nghe rõ. Cái piano hơi đàn ngọt hơi bị lớn, cái đàn tranh thì chưa có phát huy hết cái công lực của cái đàn tranh, tại vì bưng cái đàn tranh lên chung với nhạc như thế này á, lúc đầu chị hy vọng là cái gì nó réo rắc lắm, nó giàu dạc trong cái bài phố của tụi em, nhưng mà cuối cùng cái đàn tranh chưa được một cái tín hiệu gì đến khán giả bằng cái tiếng đàn tranh cả. Tụi em là tiềm năng rất là dữ dội, nhưng mà em chưa bộc phát hết. Thứ nhất là bữa nay cái tiếng em hát nó không có lớn à, cái thứ hai là em hát nó chưa có rõ. Hát chất giọng thì hay, nhưng mà vì tụi em chưa có kinh nghiệm biểu diễn à, tụi em có một cái nhân dáng, cái một cái hình thức rồi rất là dễ có cảm tình với khán giả, và điều đặc biệt là khán giả đã cho tụi em điểm rất là cao. Thì như vậy là cái một cái người nghệ sĩ dù mới hay là lâu rồi thì cái thiện cảm là cái quan trọng nhất, và tụi em đầu tiên tụi em được có lợi thế đó. Chị không có mê trai như chị Cát Tường nhưng mà chị mê cái tài của tụi em chưa bộc lộ hết nhưng mà có tiềm năng. Này là tới Lào cho điểm đi, tội nghiệp tụi nhỏ quá. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn như sau: Cát Tường 9, Minh Dĩ 9, Lan Phương 9, Phương Thanh 9 và Lê Hoàng là 8,5. Tổng số điểm dành cho các bạn là 46,5. Chúc mừng. Dạ, em xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại tất cả các đội đã tham dự chương trình Bạn Có Thực Tài ngày hôm nay. Mời các đội trở về sân khấu. Bạn có thực tài. Và bây giờ chúng ta sẽ ngắm nhìn lại số điểm của từng đội. Đội nào có số điểm cao nhất, đội đó phải thi đấu với đội đương kim vô địch tuần vừa rồi, để xem đội nào sẽ nhận được cúp vô địch cũng như là giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. 1080 là 46,5, Hoàng Long Tú 45, nhóm Sao Băng 41,5, Trần Thanh Hà 51, Quỳnh Văn Sáu 46, Trương Quang Hiếu 46, NK Dance Team 1 49, TBT Band 46,5. Như vậy là bạn Trần Thanh Hà, bạn có 51 điểm, chúc mừng. Xin mời bạn Hà. Wow, một chàng trai 20 tuổi với phong cách biểu diễn rất là hiện đại, rất là mới, và được kiếm được cảm tình khán giả cũng như là ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ chúng ta sẽ thi đấu với đội đương kim vô địch từ vừa rồi. Chúc bạn thành công nha. Bạn có thực tài.
tự nhiên là khó. Em cứ như một cái lò nhưng mà trời lại kéo mình nhỏ. Có lắm lúc một ngày tưởng xong rồi đó, những cái lại mọi chuyện chứng đáng mà lò chỉ là chuyện nhỏ. Theo quy định thì nhóm Bà Du sẽ là đội thi trước và sau đó đến Thanh Hà. Sẵn sàng, thời gian dành cho các bạn bắt đầu. La 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 la. You are my everything. La 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 la. You are my everything. Oh, oh, oh baby, I'm breaking down. I need you, love you, I need you now. When I'm without you, I start to reach. You got me begging, begging them on my knees. Woo! Anh sẽ nói em nghe, em nghe về đại dương xanh. Anh sẽ hát em nghe, em nghe về tình ta em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah yeah yeah. So bad, yes we. Would you come and put it down on me? Right here, beside me. Chàng trai vẫn cái phong độ như ngày nào ha, với hai tuần vô địch liên tiếp như vậy rồi, cái cảm nghĩ của bạn như thế nào? Đà Du cảm thấy rất là vui vì được mọi người ủng hộ cũng như là ban giám khảo đánh giá rất là cao, và Đà Du chỉ muốn tiếp tục làm tốt hơn để cho các bạn những bài hát thật là hay. Xin cảm ơn. Chứ không phải tiếp tục nhận chức vô địch tuần này nữa hả? Hát là chính nhưng mà tiền là 10. Chưa chắc đâu nha. Bữa nay các bạn có 4 người đẹp trai đấy, nhưng các bạn gặp một cái chàng trai cũng đẹp trai, cũng lạ, cũng ấn tượng, cũng quái chiêu lắm. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Tiết mục của các bạn rất là dễ thương, bởi vì từ nãy đến giờ chị phải thừa nhận là chưa có tiết mục nào khiến chị kiểu nhún nhảy, còn khi mà nghe các bạn hát thì tự nhiên người chị đung đưa từ nãy đến giờ và cảm thấy rất là thích. Riêng em đánh trống là em là bồ của Cát Tường rồi, chị không dám đụng vô em. Em thứ hai chị cũng đã khen rồi, nhưng hôm nay ở nhóm em chị là phát hiện được một điều mới nữa. Mỗi một lần tụi em diễn, chị là thấy tụi em đổi vai trò, đặc biệt nâng từng cá nhân trong cái tiết mục của mình. Là em thứ ba, hôm nay em hát hoàn toàn giọng giả thanh rất nhiều và rất xuất sắc. Lên em, đứng lên. Chị hy vọng là tụi em vô nữa để chị coi cái bạn thứ tư cho chị khen tiếp. Tôi công nhận đẹp trai thì đẹp trai rồi, hay thì hay rồi. Nhưng mà phải nói là cái tổng thể hôm nay nói thật lòng là tôi thấy nó hơi lộn xộn. Và nó hơi yếu, nó không gây cho tôi một cái cảm hứng như hai lần trước. Chị tiếp lời anh Hoàng nha, lộn xộn ở cái chỗ. Thứ nhất cơ bản là đầu tiên là em hát chính là quên lời. Một thứ nhất, cái hai hôm nay đọc rap không rõ lời. Tuần thứ nhì mà em vô địch em đọc rất rõ, mặc dù là rap em đọc rất rõ. Tuần này quên lời. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần biểu diễn của bạn Trần Thanh Hà. Bạn có thật say. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Clap along.
Trời ơi, bà đứng lên luôn vậy Linh. Trời đất ơi, chạy xuống luôn đi. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ bà giám khảo chuyên môn. Chị đang lo đó, không biết hỏi có biết có cái gì mới không đây. Đứng nhìn lên đó, nó được ru dây điện nữa. Không biết được không nữa. Bạn có biết không? Hồi nãy giờ tôi rất là giận người em gái của tôi là Cát Tường và học trò của tôi là Lan Hương. Hồi nãy ông nói một hồi là nha. Một hồi hả? Liệu hồn tôi chấm thắt cái thằng kia cho coi là tại vì bà mê bé quá. Bé hiểu không? Bé mê bé quá, bà chấm bà. Nhưng mà rõ ràng phải công tâm mà nói. Thì là bạn có thực tài. Bắt tài cái đi. Đó, thấy chưa? Gì? Đang theo dõi. Thật ra cái nhóm nhạc The Zoo đó, trong lòng tôi cũng là có tài. Và ngày hôm nay trong lòng tôi cũng rất thích cái nhóm đó. Nhưng mà bạn thay đổi cái tiết mục của bạn. Hồi nãy là bạn làm bằng tay, bây giờ bạn làm cái đó. Tôi cảm giác cái trái cầu đó nó không có vậy đó. Có nghĩa là bạn không có đụng vô cái đó. Bạn làm cho người ta cảm giác như vậy đó. Nói chung là thích thật đó. Nói tiếng Facebook là thích thật đó. Tiết mục của bạn thì chị phải nói là chị thích tiết mục hồi nãy bạn diễn hơn. Có lẽ là bạn biết rằng cái đó nó nhiều kỹ thuật hơn để có thể là đưa bạn được vào cái vòng này. Cho nên là rõ ràng là về kỹ thuật, về cái sự thu hút thì bài kia nhiều hơn. Còn về cái quả cầu, tại vì chị cũng đã từng biết sơ sơ về quả cầu thì cái kỹ thuật không thể nào bằng cái kia được. Nhưng mà bạn có một cái thần thái biểu diễn rất là dễ thương, đáng yêu, rất là dễ thương. Bạn ở trong nhóm bên kia thì cũng có bạn đánh trống, như là hai bạn có một cái khí mà toát lên nó dễ thương lắm. Đối với chị thì hai cái bài thi của em đều hấp dẫn hết á, vì em cũng là sử dụng là sau khi trái cầu xong á là em có sử dụng lại một số động tác tay. Và nghệ thuật thì là vậy, có bao nhiêu tài để mà nhận được lời khen mãi. Cái tài nào nó cũng có giới hạn của nó. Nhưng mà em được một cái lợi thế là em lại làm mới, em đem những cái mới vào đây nữa. Và trái cầu đó em trình diễn rất là tốt. Cái mới của em luôn thuyết phục mọi người. Và đối với chị thì cái trái cầu đó em vẫn thuyết phục như cái bài múa hồi nãy. Biểu diễn cầu thủy tinh là một cái môn mà cần cái sự khéo léo, tỉ mỉ và tập trung hết sức mình. Ngày hôm nay thì bạn đã làm được cái điều đó. Chúc mừng bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm cả hai đội. Và bây giờ, điều gì xảy ra? Bạn Trần Thanh Hà hay là The Zoo? Số điểm đầu tiên sẽ dành cho nhóm The Zoo. Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Nhĩ 9,5, Phương Thành 9,5, Lê Hoàng 8,5, Lan Phương 9. Đó là số điểm dành cho nhóm The Zoo. Tổng số điểm của nhóm The Zoo 45,5. Và bây giờ số điểm dành cho phần biểu diễn của bạn Trần Thanh Hà. 3, 2, 1, bắt đầu. Cát Tường 10, Minh Nhĩ 10, Phương Thanh 10, Lê Hoàng 9 và Lan Phương là 9. Có lẽ rằng chúng ta đã nhận ra số điểm của bạn Trần Thanh Hà. Tổng số điểm bạn có được là 48 điểm. Chúc mừng chàng trai chúng ta. Rất tiếc là chúng tôi phải chuyển cúp vô địch này cho bạn Trần Thanh Hà. Nhưng dù sao thì các bạn cũng rất là tuyệt vời. Bốn chàng trai của chúng ta, một phong cách rất là hấp dẫn. Phong cách này cũng hấp dẫn và cúp này hấp dẫn hơn. Chúc mừng bạn. 10 triệu đồng thuộc về bạn Trần Thanh Hà. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua rất là nhiều tiết mục hấp dẫn của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời ban giám khảo chuyên môn sẽ tặng chứng nhận cho các đội đã tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MTV thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club Vinfarm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.